Thưa quý vị, năm nay thì các hãng hàng không cũng đã mở bán vé Tết từ sớm. Dịp Tết Nguyên đán 2025 thì các hãng hàng không trong nước đã mở bán tổng cộng là gần 4,5 triệu vé. Đây là đợt mở bán vé đầu tiên trên cơ sở phê duyệt lịch bay hiện tại. Các hãng hàng không cho biết là sẽ thường xuyên theo dõi nhu cầu của thị trường, bổ sung tàu bay, số chuyến để phục vụ cho nhu cầu đi lại của hành khách. Theo đại lý bán vé máy bay, các đường bay vàng trước Tết Nguyên đán sẽ là từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội hoặc đi các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quy Nhơn. Dù là dịp có nhu cầu di chuyển lớn nhất năm, nhưng người dân vẫn còn chần chừ trước khi đặt vé Tết. Một số khách hàng thì đã đặt rồi, nhưng mà một số khách hàng thì vẫn còn đang rất là do dự vì thứ nhất là giá vé cao, thứ hai là sợ sát ngày bay mình có thể thay đổi nữa. Trước ngày bay khoảng tầm nửa tháng hoặc một tháng thì khách sẽ đặt rất là nhiều. Qua khảo sát trên website các hãng hàng không, giá vé khứ hồi chặng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ dao động từ 5,5 đến 7,5 triệu đồng. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng từ 4,3 đến 5 triệu đồng. Năm nay là giá vé thị trường là tăng khoảng từ 8 đến 10% so với thị trường năm ngoái. Theo tôi nhận định là nếu mà vào tháng 12 thì giá vé có thể tăng gấp rưỡi đấy. Tăng gấp rưỡi đến 2 lần. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Vietnam Airlines dự kiến bổ sung 3 máy bay, Vietjet Air nhận thêm 10 máy bay. Bamboo Airways và Viettravel Airlines cũng có kế hoạch mở rộng đội bay để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Hiện nay máy bay cũng đã về và cái số máy bay tập kết là đảm bảo vận chuyển cho đến cuối năm 2024 để kéo dài đến Tết và đồng thời sẽ có thể tăng lên theo tùy theo mức độ thị trường. Cục Hàng không Việt Nam mới đây đã thông báo tăng số lượt hạ cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ban ngày và tối tăng thêm 4 chuyến một giờ, ban đêm sau 0 giờ sẽ tăng thêm 10 chuyến một giờ, áp dụng từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Điều này giúp các hãng hàng không tăng nguồn cung ghế trên các đường bay, qua đó có thể cung cấp nhiều vé với mức giá hợp lý trong cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.